Mới đây, một vụ cháy đã xảy ra tại chợ Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thiêu rụi 8 kiosk hàng hóa, khiến tiểu thương thiệt hại nặng nề. Vụ việc xảy ra tiếp tục gióng lên một hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại chợ truyền thống trong thời gian cao điểm mua sắm Tết. Hơn bao giờ hết, ý thức và trách nhiệm của từng tiểu thương phải được đặt lên hàng đầu. Ghi nhận của phóng viên về an toàn phòng cháy chữa cháy tại một số chợ trên địa bàn thành phố. Chợ Cồn, một trong 4 chợ có quy mô lớn tại thành phố Đà Nẵng. Thời điểm giáp Tết, số lượng hàng hóa tại chợ tăng cao, hàng hóa bố trí gần nguồn điện và tràn ra cả lối đi, thoát nạn như thế này. Đây là một lỗi cơ bản thường xảy ra tại các chợ truyền thống. Nói chung chợ là quá ế, cái rồi cái em thấy không có người, cái rồi em mới bỏ, còn không là cũng bỏ. Trong cái dịp mà Tết Nguyên Đán này á, thì lực lượng hàng hóa người ta sẽ tập trung vào các kiosk ngoài, cũng như là các cái chỗ khu vực buôn bán là rất nhiều. Do vậy là việc mà bố trí sắp xếp hàng hóa người ta sẽ không gọn gàng và sẽ gây cản trở cái lối thoát nạn, đặc biệt là cái khu vực dành cho cái lực lượng chữa cháy cứu nạn hộ tiếp cận. Các chợ truyền thống đều có tuổi đời cao, cơ sở vật chất hiện hữu và hậu quả sau mỗi vụ cháy để lại thường rất nặng nề. Để nâng cao ý thức trách nhiệm của tiểu thương, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với ban quản lý chợ tuyên truyền hộ kinh doanh tuyệt đối không chủ quan, chủ động phòng cháy chữa cháy từ cơ sở và kiểm tra xử phạt nếu tiểu thương cố tình vi phạm. Chúng tôi cũng đã trang bị và kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy, luôn luôn trực tại chỗ và sẵn sàng ba tại chỗ. Vì công tác phòng cháy chữa cháy muốn để kịp thời thì lực lượng tại chỗ là lực lượng cơ bản nòng cốt, và cái vấn đề liệp dập tắt ngay đám cháy ban đầu là cái hiệu quả nhất trong công tác phòng cháy chữa cháy. Và chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến loa phát thanh tất cả các hộ dân phải chấp hành nghiêm các cái chủ trương và quy định về phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền đến được các cái hộ kinh doanh ở trong chợ trong cái việc mà sắp xếp cái vật tư hàng hóa đảm bảo an toàn phòng cháy cháy, cũng như là cái việc sử dụng các thiết bị điện, sử dụng cái nguồn lửa, nguồn nhiệt, và đặc biệt là không có thắp hương thờ cúng ở trong chợ. Qua kiểm tra, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã yêu cầu các chợ khắc phục ngay một số tồn tại tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, yêu cầu tất cả các chợ truyền thống trên địa bàn làm tốt công tác ứng trực, kiểm tra tổng thể hệ thống bơm báo cháy, các phương tiện chữa cháy, sẵn sàng xử lý tình huống nếu có cháy nổ, đặc biệt trong những ngày cận Tết Nguyên Đán.